phần content chính thì khá là dễ, nó cơ bản rồi. Và với phần đông các bạn trong nhóm mình thì cũng đều là các bạn cội team, thì ra chắc cũng không có đề gì. Chỉ số ít là các bạn ngành khác thì sẽ mất một chút thời gian thôi để hiểu cái khái niệm liên quan. Thì trước này mình nói qua một chút về đồ thị nhé. Cái phần này nó cũng kiến thức cũng cơ bản thôi, nhưng mà ta cũng nhớ lại. Có cách là nó dễ lắm ạ. Thì ra là chỉ cần các bạn cứ nghe bình tĩnh, nghe rồi làm theo thì mình nghĩ là khoảng 2/3 số bài trong cái này nó cũng dễ dàng xử lý thôi. Bạn an tâm. Thì nói chung ta học đến cái phần này thì cũng nhấn mạnh là chúng ta đang học môn cấu trúc dữ liệu chứ không phải môn toán hay giảng. Thành ra nếu các bạn mà có ít kiến thức bên toán hay giảng thì cũng không sao cả, tại vì thực ra chúng ta cũng không cố gắng là để hai môn là một, đúng không? Nó khác. Thì nếu như xét trên một cái khái niệm dạng cấu trúc dữ liệu ấy, thì ta có thể hiểu rằng là cái việc mà người ta xây dựng một cấu trúc dữ liệu mới ấy, bao giờ người ta cũng hướng đến việc là người ta sẽ lưu trữ cái gì, đoạn lưu trữ cái gì và các quy tắc liên quan lưu trữ đó. Từ đầu giờ ta học thì như kiểu mảng ấy, thì để ta lưu trữ dãy số liên tiếp cùng kiểu, đúng không? Kích thước giới hạn, truy nhập nhanh, bayesian liên kết thì là dãy cũng phần tử cùng kiểu, nhưng mà người ta sẽ nhấn mạnh đi thao tác thêm bớt nó nhanh, còn số lượng phần tử không hạn chế, nhưng mà truy nhập thì chậm. Đấy. Thì theo cách nhìn như vậy thì cái ngăn xếp hàng đợi cũng như thế, đúng không? Và một cách người ta muốn cố gắng lưu trữ được cái dữ liệu mà người ta tôn trọng quy tắc vào ra, phần tử vào ra theo nguyên tắc là vào trước ra trước và vào trước ra sau. Thì cái đồ thị là theo cái cách hiểu của môn cấu trúc dữ liệu, ta hiểu đó là một cái cách để người ta lưu trữ lại cái liên kết giữa phần tử trong một tập, liên kết giữa phần tử. Thì ví dụ như là chúng ta thay vì ta cứ để ý nó là toán, nó là tập G, tập V, tập E như trong slide, thì ta có thể nghĩ rộng ra giữa những bài toán bình thường mà mình đưa vào lập trình thôi. Ví dụ bạn mô tả một cái mạng xã hội, bạn mô tả một cái mạng máy tính, một cái đường mạng giao thông. Thì tóm lại rất là nhiều bài toán mà những cái liên kết ấy, nó trở thành cái vấn đề quan trọng nhất trong nó, tức là liên kết có hay không có liên kết giữa hai phần tử ấy, thì nó sẽ cái quyết định đến việc là cái tính chất trong nội bộ của nó. Còn liên kết của nó thôi, ta cố gắng biểu diễn được đúng là liên kết, nó là cái vấn đề cốt lõi nhất của cái đồ thị. Thế thôi. Trong thì tập cạnh tức là chính là tập liên kết, đúng không? Tập đỉnh thì là các phần tử, đúng không? Tưởng tượng ra mạng máy tính hay mạng giao thông này nè, thì các cái đầu mút giao thông hay là các cái nốt mạng ấy là các đỉnh, còn các cái đường dây nối là các cạnh, cũng như là cái đường đi trong một cái mạng giao thông thì là các cạnh. Cạnh vô hướng khi mà ta đi cả hai chiều, cạnh có hướng giống như một đường một chiều, đúng một chiều thôi. Về cơ bản thì cố gắng hiểu đơn giản như vậy. Còn đơn đồ thị là gì nhỉ? Đơn đồ thị là người ta không bao giờ xuất hiện cái cạnh nào mà nó lặp, cạnh nào mà kiểu như hai cái đỉnh nó có thêm một cạnh nữa thì ta không có cái đấy. Vì thế cho nên là trong các bài tập của chúng ta không nói cái từ đơn, nhưng ta tự hiểu rằng đồ thị của mình đều là đơn cả, tức là không có trường hợp mà có cạnh bộ. Có nghĩa là chúng ta mô tả nó thì không có cái trường hợp nào mà lại có nhiều hơn một cạnh trên cái cặp đỉnh, không có nhiều hơn một liên kết giữa một cái cặp. Ví dụ như quan hệ bạn bè trong Facebook thì đảm bảo nguyên tắc là đơn, đúng không? Friend ấy. Ví dụ như là bạn làm bạn thì thứ nhất là nó vô hướng đã. Anh là bạn A, bạn B thì B cũng là bạn A. Thứ hai là không bao giờ có chuyện có nhiều hơn một quan hệ bạn giữa hai người, nó chỉ có một. Đã là bạn thì không. Thì chấp nhận, đúng không? Không thì có thể không chấp nhận bạn thì quan hệ sẽ là follow, tức là follow thì nó là một chiều thôi. Thì tức là người ta cố gắng là sao nó đơn giản nhất bài toán thực tế đi. Là không tập trung nhiều những cái toán học phức tạp như là giả đồ thị hay đa đồ thị nữa, và tập trung đơn đồ thị thôi. Có hướng cũng vậy. Có hướng hay không có hướng thì thực ra là trên hình thì người ta tự hiểu là nó có cái mũi tên, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta không quan tâm cái đấy đâu. Thực ra thì khi lập trình ta quan trọng nhất là gì? Là cái liên kết đấy nó có người ta có đề cao cái thứ tự hay không? Tức là nó có phải đi lại cả hai bên hay không? Liên kết thì nó có thể là từ A đến B thì B có đến A được không? Thế thôi. Chứ còn cái chuyện vẽ ra bây giờ mình không quan trọng nữa. Vậy thì trong cái môn cấu trúc dữ liệu ấy, thế như lại như là cái mục tiêu sau cùng của mình là cố gắng mô tả được cái liên kết giữa các cái phần tử. Tôi hiểu thế nào đó là một liên kết và liên kết nó biểu diễn thế nào. Sau đó thì cố gắng định nghĩa những bài toán ở trên nó. Cơ bản nhất là có hai bài toán là DBAC và VBAC. Thì cái context số 9 là nhiều bài thật, thế nhưng loanh quanh đó cũng chỉ gói gọn trong DBAC và VBAC là chính thôi. Có 3 phần, đúng không? Biểu diễn đồ thị cơ bản này, DBAC và VBAC.
đấy là cái chính vì vậy cho nên là có cái kiểu là mình làm được một bài ấy, thì có thể sửa một chút xíu là ra được bài tiếp theo chứ không không đến mức là trông nhiều mình thấy sợ đâu. Thực ra nó dễ hơn nhiều so với con test 10. Nếu bạn nào đó trong lớp mà đã động đến con test 10 thì biết là nó có cái độ khó hoàn toàn khác, đúng không? Đây là một số khái niệm gọi là cái thuật ngữ ấy, khi người ta dùng để người ta biểu diễn cái đồ thị thì người ta có thể gọi đồ thị kiểu như vậy. Đồ thị đầy đủ là cái đồ thị mà tất cả các cái đỉnh nó đều được nối với nhau. Đương nhiên số cạnh nó sẽ bằng là n nhân n trên 1 trên 2, đúng không? Đồ thị vòng là khi mà nó chỉ cần đúng một vòng thôi để xoay quanh các cái đỉnh. Đó. Tức là đỉnh nào cũng có một cạnh nối với đỉnh khác và nó đi thành một cái đường khép kín. Ở bánh xe là cái vòng mà có trung tâm, rồi hai phía là cái đồ thị mà nó chia thành hai tập. Trong con F10 của mình có bài này đúng không? Chia hai tập mà trong một tập nó không hề có cái không 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 hề có cái gì nhỉ? Cái đỉnh cái cạnh nào cả. Tức là các tập nó rời nhau, cạnh chỉ nối từ hai cái tập này sang tập kia thôi. Thứ hai phía có ứng dụng rất là quan trọng trong những bài toán kiểu như là tư vấn mua bán hàng trên thương mại điện tử hay các bài toán logistics, thì tức là nó là một cái lý thuyết toán quan trọng trong những cái cơ sở để giải quyết những bài toán lớn mà hiện nay công ty đang gặp phải. Thực ra là trong cái chế độ cái hình vẽ đưa ra trong thực tế thì khi mình áp dụng thì thưa thị nó rất thực tế, không không phải cái gì xa xôi. Rồi khái niệm bậc đỉnh kề kê nói chung nó dễ hiểu thôi mà. À, cái slide này nhá thì các bạn có thể tải về trên cái server thấy vẫn cái icpc.ptit.edu.vn và gạch chéo đồ thị.ppt. Nếu ai chưa có thể tải về cách liên thuộc với nó hay xuất phát từ nó thì ta gọi là bậc, đúng không? Trong đời vô hướng thì là bậc, đồ thị có hướng thì có bậc ra vào, tức là số cung đi ra và số cung đi vào. Đường đi là một dãy các cái đỉnh thỏa mãn cái liên kết, tức là nó có liên kết với nhau và đi từ đỉnh đầu đến đỉnh cuối, đúng không? Và nguyên tắc là đường đi thì người ta sẽ chỉ chấp nhận đường đi đơn thôi, tức là không bao giờ có cạnh nào được lặp lại hai lần. Còn chu trình là đường đi mà cạnh đầu đỉnh đầu đỉnh cuối nó trùng nhau. Ok, những khái niệm như vậy. Khái niệm tiếp theo là liên thông. Liên thông tức là một cái vùng đồ thị mà nó đảm bảo nguyên tắc là nó liên kết được với nhau. Tức là ví dụ như bạn tưởng tượng là một mạng máy tính ấy, mạng máy tính có liên thông nếu như mà sau khi nối xong ấy, thì tất cả các máy nó đều được kết nối với nhau cả. Bạn nối kiểu gì cũng được nhưng nó đảm bảo tính kết nối cơ bản. Máy nào cũng có thể lấy được nhau thông qua cái đường dây nối. Còn mạng giao thông đấy, mạng giao thông thì chúng ta cũng có thể có mạng giao thông liên thông hoặc không liên thông. Đúng không? Ví dụ mình chưa có cái cầu qua một cái đảo thì đương nhiên bên hòn đảo này với lại trong đất liền thì đương nhiên là không liên thông rồi, đơn giản như vậy thôi. Liên thông cái từ nó chỉ ý nghĩa như thế thôi. Đỉnh trụ cạnh cầu là cái đỉnh hay cái cạnh đặc biệt mà mình bỏ nó ra thì số liên thông của đường trụ tăng lên. Đấy, tức là mình giống như kiểu là cái nút có vai trò quan trọng, đúng không? Bỏ nó ra thì số đấy nó đôi khi nó không có liên thông nữa, nó bị tách thành hai vùng. Cạnh cầu cũng vậy, bỏ nó ra thì số thành phần liên thông tăng lên, giống như là một cái cầu mình bị phá sập đi thì hai bên nó không liên lạc với nhau nữa, cơ bản như vậy thôi. Và tại sao thầy phải giảng bài này? Thứ nhất là trong lớp mình vẫn có những bạn con điện tử và đa phương tiện, các bạn cũng có thể ngại đọc những cái khái niệm về toán. Thế nhưng tôi chốt lại như là nói chung anh em cũng không cần lo về toán đâu, vì ra chúng ta cũng chẳng có cay lắm đến chuyện chứng minh không chứng minh cái tính đúng sai của định lý đâu, mà quan trọng nhất bây giờ mình là cài đặt, đúng không? Tức là chúng ta quay trở lại vấn đề về cấu trúc liệu thì chẳng qua đây là một cách tổ chức liệu sao cho biểu diễn được cái liên kết giữa các phần tử, thế thôi. Những bài toán có liên kết thì ta sẽ biểu diễn một đồ thị, còn cái khái niệm liên quan đến nó chẳng qua chỉ là cùng nhau gọi là thống nhất cái thuật ngữ để khi mà mình nói đến nó thì ai cũng hiểu nó là cái gì cả, chứ còn cái cách gọi nó không không phải cái gì quan trọng lắm. Trong đồ thị có hướng thì nó có cái chuyện liên thông mạnh, tức là nếu mà tất cả các đỉnh đều đi đến nhau được bình thường thông qua đúng hướng của đồ thị. Còn nếu mà không đạt được cái liên thông mạnh thì có thể liên thông yếu, tức là khi mình bỏ hướng đi thì cái thằng đồ thị nền nó là cái liên thông, tức là các cạnh nó vẫn đảm bảo là các cái đỉnh đến được nhau nhưng mà có hướng thì không đến được, không có hướng thì nó đến được, thì đó người ta gọi là liên thông yếu. Rồi đây là cái việc của mình này, đó là biểu diễn đồ thị thì suy cùng là chúng ta cần phải giữ cái liên kết giữa một cái tập đỉnh có liên kết hay không liên kết, đúng không? Vậy cho nên là cái cách biểu diễn trực quan nhất mà nó thỏa mãn đúng cái định nghĩa của cái từ liên kết đó là cách dùng ma trận liên kết, ma trận liên thuộc hay ma trận kề. Đấy, đấy là cái cách gọi rồi, cách gọi trong trong toán giảng một, đúng không? Chúng ta cũng đã có được học từ môn trước rồi.
Thì tóm lại đơn giản thôi, chả cần biết môn toán đơn giản là gì, chúng ta để đơn nghĩ đơn giản là chúng ta có một cái tập đỉnh đánh số từ 1 đến n chẳng hạn, đồ thị có thể có hướng hoặc vô hướng, thì người ta dùng một cái ma trận cỡ n nhân n, trong đó thì cái aij nó bằng không nếu như mà từ i đến j nó không có cạnh, còn aij bằng 1 nếu như từ i đến j nó có cạnh, thế thôi. Với cái đặc điểm như vậy thì cái đồ thị vô hướng mới có hướng khác nhau đúng một chỗ, đó là nếu mà nó vô hướng ấy, thì tức là một cái cạnh nó sẽ ứng với hai số 1, tức là từ 1 đến được 2 thì 2 cũng đến được 1, và như vậy nó sẽ có thứ nhất đối xứng qua cái đường chéo chính, đối xứng qua đường chéo chính. Còn nếu mà đồ thị có hướng thì nó không có thực chất đấy. Thực ra thì với môn này thì có hướng vô hướng khác nhau đúng một chỗ là để cập nhật cả hai bên hay một bên thôi, tức là có hướng thì ta có một dòng thôi, còn hai hướng thì hai dòng thì ta cập nhật cái ma trận. Thì ta vẫn đang trong môn cấu trúc liệu, vậy các bạn nhớ lại như là ma trận thì nó là mảng thôi, coi như mảng tính đúng không? Thì ưu điểm lớn nhất của nó là truy xuất nhanh, tức là chúng ta chỉ mất thời gian, đối với thời gian ở ô 1 để chúng ta đọc được giá trị dữ liệu tại một cái cặp vị trí bất kỳ, đấy là một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng, nó truy xuất nhanh. Tuy nhiên nhược điểm của nó là gì, là chúng ta không bao giờ dùng nó được với cái đồ thị cỡ lớn. Trong đề bài context 9 thì các cái đồ thị đều cỡ 1.000 đỉnh, 1.000 đỉnh thì ta có thể khai phá ma trận cỡ 1.000 nhân 1.000, đúng không? Là 1 triệu phần tử, ok là vẫn chấp nhận. Nhưng chúng ta phải biết rằng nếu tăng lên khoảng 3.000 thì đương nhiên là không thể có cái ma trận là biểu diễn được, vì máy tính nó không cho phép khai phá như thế, đúng không? Như vậy nhược điểm rất lớn của nó là cái kích thước nó không được quá lớn và không không thể biểu diễn được cái đồ thị có cái số đỉnh lớn được. Ưu điểm về tốc độ truy nhập, ưu điểm về cái tính trực quan, đúng không? Khi ta biểu diễn cái quan hệ đó trong máy tính. Nhưng mà nhược điểm rất lớn của nó là cái chuyện bộ nhớ và không biểu diễn được số đỉnh lớn. Vì thế cho nên là trong rất nhiều trường hợp chúng ta không thể dùng được ma trận kể. Ngoài ra ấy, thì kể cả khi mình biểu diễn được thì nó vẫn có vấn đề, đó là cái chuyện tốc độ. Tốc độ khi đọc, thực ra nghĩ đơn giản này không phải cái gì cao siêu đâu. Thực ra một cái hàng trong ma trận nhé thì nó có n phần tử. Trong trường hợp n 1.000 thì như vậy ta sẽ phải đọc để mà kiểm tra một cái đỉnh có kề với đỉnh khác hay không ấy, để kề với bao nhiêu đỉnh khác ấy. Thì đấy chính là cái cơ bản nhất của thao tác duyệt, đúng không? Thì người ta phải xét cả dòng đấy, có nghĩa là mình phải thực hiện cả 1.000 cái phép so sánh như vậy từ đầu hàng đến cuối hàng. Vì thế cho nên là trong trường mà đồ thị nó thưa ấy, đồ thị thưa tức là số lượng số không có nhiều hơn sự số 1 ấy, thì cái số bit so sánh của mình nó hóa ra lại thừa rất nhiều, chúng ta chấp nhận việc là nó lại bị có rất nhiều bit so sánh là thừa, tức là ta không cần thiết phải làm thế, đúng không? Nó chỉ khoảng độ 70 số 1 thôi và khoảng hơn 900 cái số 0. Thì như vậy nếu mình mà so sánh hết mất 1.000 bước so sánh, trong khi đó thực ra mình chỉ cần 1.070 cái số kia thôi. Nếu lại đồ thị thưa thì cái này nó bị chậm. Và trong đề bài context 9 thì đã có những bài mà chúng ta không thể dùng ma trận kể được, vì cái chuyện chậm đấy. Khi đó mình phải dùng danh sách kể để tốc độ ưu tiên nó cao hơn. Cái biểu diễn thứ hai là cái biểu diễn nó đặc trưng của cái kiểu dữ liệu vào, tức là danh sách cạnh. Thực ra thế này, chúng ta tạm thời quên toán đi, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải có bài toán thực tế người ta biểu diễn đồ thị để đưa vào máy tính. Ví dụ như là bạn có một danh sách các người dùng user ID và bạn mô tả quan hệ friend trong Facebook chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì cũng đưa vào thế nào bây giờ, làm sao nhận được dữ liệu vào từ từ đó. Ta chỉ có cái user ID này nó là bạn user ID kia thôi, như vậy cho nên cách biểu diễn đơn giản nhất để người ta hiểu đồ thị thì vẫn là cạnh, đúng không? Tức là từ đâu đến đâu có liên kết, anh nào với anh nào là bạn bè, kiểu kiểu như vậy. Hay là từ điểm nút giao thông nào đến điểm nút giao thông kia nó được nối bằng đường, hay từ cái nốt mạng nào đến mạng kia nó có cái đường dây nối, thì tức là mình biểu diễn nó là, đấy là cách biểu diễn dễ nhất để mô tả dữ liệu vào, đúng không? Dữ liệu vào thì do mình mô tả rất cạnh, tuy nhiên nó chỉ để dữ liệu vào thôi, còn cái mọi ưu điểm khác nó đều không không khả thi, tại vì là chúng ta muốn duyệt một cái đồ thị mà có cái danh sách cạnh ấy, thì chúng ta lại để mà kiểm tra tính chất kề của một cái đỉnh nào đó với các đỉnh khác ấy, thì ta phải duyệt toàn bộ danh sách. Như vậy thay vì việc chúng ta chỉ quan tâm đến một đỉnh, một hàng trong ma trận hay là một danh sách kề của đỉnh đó, thì ta phải duyệt hết. Vì thế tốc độ rất chậm. Nói chung thì chúng ta sẽ không bao giờ dùng danh sách cạnh để cả duyệt cả. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Chúng ta nhưng nó sẽ là cái cơ sở để ta biểu diễn dữ liệu vào. Dữ liệu vào. Như trong hình này đơn giản là việc người ta liệt kê thôi. Và đầu vào bài có như thế. Thì kế cạnh vẫn theo tự nhỏ nữa. 1, 2 này. 1, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 4. 45, 46 và 56. Nguyên tắc là không liệt kê lặp, có hướng mà là vô hướng mà, thì không liệt kê lặp, thế là 1, 2 thì không còn liệt kê 2, 1 nữa. Đấy thì tóm lại là cái này nó sẽ là dữ liệu vào, chứ ta không dùng nó để duyệt.
tốc độ nó rất chậm nếu ta dùng mang danh sách cạnh để duyệt. Có một số bạn cũng có thử cái đấy, bạn có thử cái việc cài đặt danh sách cạnh để duyệt, nhưng mà nhìn chung được cài đặt xong thì thấy rõ ràng nó không hiệu quả. Cái cách thứ ba và cũng là cách tốt nhất để biểu diễn đồ thị đó là ra sức kề. Đấy, đây là cái vấn đề khác biệt giữa toán và môn này đấy. Đó là khi mà mình học toán thì cái mặt thiết kế vẫn là cái cơ sở trung tâm và chúng ta thường dùng nó nhất, nhiều nhất. Đó, đúng không? Mặt thiết kế trong đồ vô hướng có hướng, hoặc là mặt thiết trọng số trong đồ thị có trọng số, đúng không? Tuy nhiên là khi mà cài đặt thật ấy, thì danh thiết kế hóa ra lại thành cái thằng quan trọng nhất. Thì thực ra quan trọng là gì? Là tốc độ cũng như là cái tính ưu việt trong cài đặt thì danh thiết kế là tốt hơn nhiều. Cũng cụ thể như sau, tại sao nó tốt? Bởi vì là người ta đơn giản liệt kê các đỉnh kề với nó và nối với nhau bằng một cái danh sách kiểu liên kết. Đúng không? Thực ra cái liên kết mà không phải quá quan trọng, tức là cái chuyện mà cái con trỏ next ấy. Ví dụ như là list 2 là danh sách các kề với đỉnh 2 nhé, như trong cái hình vẽ này nó sẽ gồm 1, 3, 4, 5. Thì nếu ta hiểu nó sẽ liên kết ấy, thì ta sẽ hiểu tức là nốt 1 nó next đến nốt 3, đúng không? 3 next đến 4, 4 next đến 5. Thì next đấy nó không quan trọng lắm đâu. Thực ra cái next nó không quan trọng lắm. Mà cái quan trọng là nó nằm trong cái danh sách của hai thôi. Tức là nó quan trọng là nó nằm ở đâu, chứ không quan trọng là nó liên kết với thằng nào. Thành ra là vì thế cho nên người ta cũng khi cài đặt ấy, người ta cũng tránh việc dùng liên kết thuần túy, tại vì thao tác trên bớt nó nhanh thì ngược lại nó lại bị chậm khi duyệt. Vì thế người ta dùng cái cấu trúc dữ liệu tốt hơn để mô tả được cái này. Vector vector thực ra là mảng động, số lượng phần tử có thể không hạn chế, tức là biểu diễn đồ thị lớn nó cũng không sao cả. Còn thứ hai quan trọng hơn là truy xuất nhanh. Truy xuất nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng list. Ok. Đấy. Nhược điểm của nó là nó khó cài đặt một chút. Khi mà ta có những bài toán liên quan đến cạnh, ví dụ trong context của ta có mấy cái bài như kiểu cần phải sao nhỉ? Xóa cạnh ấy. Xóa cạnh như kiểu bài toán cạnh cầu, hoặc là sau này có prime cruise scan, thì rõ ràng là nó sẽ khó cài đặt một chút nếu ta dùng cái sách kể, thì đó ta sẽ phải dùng cách khác, đúng không? Nhưng mà nó cũng không sao cả, nó chỉ khó thôi chứ không phải không cài đặt được. Còn tốc độ rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với việc dùng ma trận kề, bởi vì là trong một cái danh sách ấy, nó chỉ có tất cả các đỉnh thực sự kề với nó thôi. Thì ví dụ như là có 1.000 đỉnh nhưng mà một cái list nó chỉ có khoảng 100 thôi, thì vậy ta thay vì duyệt 1.000 bước ta chỉ 100, tốc độ rất khác, đặc biệt với đồ thị thưa. Đồ thị càng thưa thì nó càng thể ưu việt so với ma trận kề. Ok, nói rất là dài nhé, thì tóm lại đây là cái bắt đầu điểm khởi đầu của cái môn môn cấu trúc liệu với cái bài toán đồ thị này. Tức là ta học cách và tốt cái việc biểu diễn đồ thị đã, biểu diễn chuyển đổi qua lại giữa cách biểu diễn này với biểu diễn kia, thì các bạn có thể làm theo luôn cái cách cài đặt của thầy. Đây là cái ví dụ được một đồ thị có ba cách như vậy. Thì cách cài đặt đơn giản là gì, là nếu mà mình dùng ma trận kề thì input thường là sẽ cạnh, đúng không? Thì trong trường input là sẽ cạnh ấy, thì mình đọc từng cạnh một, ví dụ có n đỉnh m cạnh, đọc từng cạnh một và gán hai vị trí tương ứng trong ma trận bằng một. Ban đầu ma trận tất cả là không, thế là xong. Đấy là bài một đấy. Bài 1 phiên bản dùng ma trận kề và bài 1 phiên bản dùng danh sách kề. Tức là thay vì đọc đưa vào ma trận ấy, thì ta đưa vào danh sách. Bản chất cái này sẽ là vector. Và ta dùng hàng pushback của vector để đưa cái phần tử vào thôi. Tức là khi đọc một cạnh UV ấy, thì list U nó thêm đỉnh V và list V thêm đỉnh U. Có vậy. Thầy có cả cả hai cái cách đó. Đây là cách cài đặt thứ nhất đơn giản là dùng ma trận kề, khai báo cái ma trận và nhiều mem set để khởi động ma trận toàn không trước khi mình đọc dữ liệu, đọc tất cả các cạnh và gắn ma trận đó bằng một tại các vị trí mà có cạnh. Đây là có vô hướng, có hướng thì chỉ là thế này là xong thôi, một bên có vô hướng thì với bài toán này nó đơn giản. Còn đây là đề bài in, yêu cầu in ra ma trận kề, danh sách kề, nên là đơn giản là in ra cái vị trí bằng 1 trên ma trận đó, in ra vị trí bằng 1 trên ma trận. List 1 thực ra là các vị trí bằng 1 trên hàng 1 của ma trận. Cái code thứ hai thì là code bằng danh sách kề. Chúng ta học cách khai báo ma danh sách kề. Chắc là các bạn có theo dõi trên group ấy, thấy nhiều người cũng tranh cãi chuyện là chúng ta cài cái danh sách kề ấy, thì bằng vector 2 chiều hay là mảng vector. Thực ra cái quan trọng nhất của mình chỉ có đúng một cái quan trọng nhất, đó là một cái danh sách kề
thì mình dùng vector. Lý do là để nó cái tốc độ cho truy nhập phần tử nó cao hơn so với mình dùng list danh sách liên kết cơ bản đấy, tức là linked list ấy. Vì thế là dùng vector. Thế nhưng mà không ai nói rằng là việc dùng vector hai chiều là có lợi đâu. Vector hai chiều đương nhiên nó sẽ bị tốc độ chậm, tại vì mảng nó luôn là cái cấu trúc dữ liệu có tốc độ truy nhập nhanh nhất, bạn chắc chắn như thế cái đã. Yeah. Vậy cho nên là thường thì thầy sẽ khi code ấy, thầy sẽ không bao giờ khai báo vector hai chiều mà vector khai báo một mảng vector. Ví dụ mình đặt tên nó giống như trong cái môn toán ấy, thầy list đi, thì đề bài nó có 1.000 đỉnh, ta khai báo một cái mảng vector cỡ 1.500 phần tử và nó có một cái thao tác là clear một cái phần tử là vector mà nó qua hàng clear, thì ta phải clear hết cái danh sách ấy tại bước khởi động, sau đó thì mình push back để đưa các phần tử vào. Chắc cái này dễ hiểu đúng không ạ? Đọc một cạnh UV thì ta đưa cái V vào list U và U vào list V, các phần tử nó sẽ đưa vào phía sau đúng không? Là bổ sung một cuối. Rồi còn đề bài in ra list mà thì kết quả in ra trực tiếp thôi, in ra hết một dòng thì xuống dòng thôi, để không có gì cả. Đây là bài 1. Cái bài 2 là input là danh sách kề và chuyển sang danh sách cạnh. Thì cái này nó khác nhé, tại vì danh sách kề thì mình sẽ có một cái đặc điểm là mình không biết được bao nhiêu đỉnh. Mình không biết bao nhiêu đỉnh nên là mình không thể mà đọc bao nhiêu lượng, đọc bao nhiêu lần được, phải đọc cả dòng. Tại vì thế nên là cái code của nó sẽ có hai cách. Cách một là đọc dòng như này, tức là đọc bằng get môn xây thường, ta dùng sinh trường hát, sau đó tách sâu bằng strtop và tách được cái đi số nào thì ta chuyển sang số, sau đó mình gắn vị trí tướng bằng một trong ba trận, đấy là phiên bản một đúng không? Phiên bản hai là mình có thể tách sâu bằng string string, cái này thì nếu ai chưa biết thì các bạn vẫn chụp lại và gạt lại giúp. Nó cái nếu ai đã có Java rồi thì nó tương đương cái scanner ở trong Java, cái này nó cũng thế, nó thực hiện cái việc mà đọc cái dãy ký tự theo kiểu token một cách và dùng cách. Cái tên biến thầy đặt là sc luôn để thay cho c bình thường. Bây giờ mình đọc nó từng số trong cái dòng này. Đây là một dòng này, mình đưa cái dòng đấy vào một cái string stream này, sau đó mình đọc từng số trong cái dòng này. Đấy, kiểu đọc như vậy. Thế cách cả là bài 2 cho hai trường hợp đó như sau. Đây là cái trường hợp thứ nhất, cách nhất là dùng ma trận và tách sâu bằng strtop, đọc một dòng mà cha là get. Tại sao 200? Bởi vì là mình chỉ có 50 đỉnh mà. Mình có 50 đỉnh, thế là nhiều nhất thì chỉ 50 cái số có hai chữ số đúng không? Thì ra là nó không quá 100 ký tự cộng với dấu cách nữa, không đến 200, thì mình để 200 là vừa. Còn đây là cách đặt hai với string và mình đẩy vào list. Bài này là cái bài in ra cạnh, thì ra có một cái list rồi ta phải in ra cạnh, tức là vị trí nào đấy mà có đỉnh kề, duyệt tất cả đỉnh kề của đỉnh y bằng cách viết thế này này. Nó nhớ rồi là bài là duyệt tất cả đỉnh kề của y di bằng không di nhỏ list y chấm sai và di không cộng. Thứ nào cần duyệt các đỉnh kề thì ta sẽ làm thế. Và gặp một cạnh của đó thì ta in ra thôi, mình không in lặp nên là chỉ là in với các giá trị mà di lớn y thì ta in ra cạnh y gì di là kề y mà, vậy thì di lớn y ta sẽ in ra cạnh y gì. Hai cách này đương nhiên là cách nào được cả, vì bài này nó bé tí mà dữ liệu chỉ 50 đỉnh, cả hai cách đều chạy rất nhanh. Bài 3, bài 4 thì không khó hơn mà nó chỉ có to hơn thôi, tức là dữ liệu nó to đủ 1.000 đỉnh và thực tế dữ liệu test là 1.000 đỉnh, đúng 1.000 đỉnh. Thầy sẽ cho đúng một test 1.000 đỉnh. Thì ra là nếu các bạn code cái này bằng Java, hôm trước thầy có thử thấy đúng là phải cần đến 3 giây nó chạy hết. Trong đó thì bộ test của thầy để 2 giây, thì ra là chúng ta phải dùng string buffer nếu code Java. Nhưng tóm lại code Java thì thế, nhưng code dưới môn này thì cứ C cộng mà dã đúng không ạ? Dễ mà, code rất ngắn gọn này. Đọc một cái ma trận bằng C, do thì in ra nó, in ra các cái vị trí bằng 1 ở trên ma trận đó là xong. Bài 3 chỉ như vậy thôi. Input là ma trận, input nó đã là ma trận rồi. Công việc mình chỉ đọc ma trận vào và đọc phần từ nào bằng 1 thì in ra. Cái này đương nhiên là cái ngắn nhất rồi, mình chả phải làm gì cả, đọc ma trận là xong. Bài 3 dễ mà. Còn nếu mà mình càng phức tạp hơn ấy, mình dùng danh sách kết ấy, thì
ta cũng thế thôi, tức là mình đọc được số 1 thì mình push back vào trong list, và sau đó mình in ra list này. Nhớ nó không nhìn đỉnh nhé, đừng quên rồi, nó không nhìn đỉnh. Bài 4 là giống bài 2 đúng không? Bài 4 giống bài 2 tức là input là một trận kề, output là một trận kề. Thực ra mình cũng phải đọc là đọc dòng và tách sâu ép kiểu đúng không? Theo hai cách, một cách dùng mảng tra, còn cách dùng headline với y swing swing. Cái này đây là hay hơn, ngắn hơn. Thầy thì mong các bạn nộp luôn đấy, tức là ngay tại điểm này có máy tính ngồi không mất thời gian lắm, anh em cũng có nhiều người làm đâu. Hiện tại thì một số ít các bạn đã làm nhiều bài trên con lớp 9 rồi, còn lại hết mọi người vẫn chưa làm, thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, đang ngồi trong 2 tiếng thì có thể làm dần dần. Ít nhất là mấy ngày vừa rồi nhé, thì thế nhắc lại là nó chỉ đơn giản là chuyển đổi biểu diễn đồ thị đúng không, có dạng này và dạng kia thì mình chỉ cần hiểu cơ bản là mình làm cái gì về đấy là được thôi. Bài 1 là người ta cho một cái danh sách cạnh và cần ghi ra danh sách kề đúng không? Cách 1 đọc vào đường ma trận, cứ nhớ là có bao giờ có hai cách, hai cái cách lưu trữ dữ liệu. Cách 1 là ma trận kề, cách 2 là danh sách kề, quen cách nào dùng cách đó. Với những bài đầu tiên thì coi cái nào dùng cách đó, còn về sau thì chúng ta ưu tiên dùng danh sách kề hơn, vì như mình nói là tốc độ nó nhanh hơn nhiều so với dùng ma trận kề. Bài 2 nhớ là nó có thêm cái yêu cầu, bài 2 bài 4 ấy, nó có thêm cái yêu cầu thật phải tách sâu, đọc dòng tách để gắn vào. Bài 4 cũng thế, đúng vậy. Ok, bài 3 thì dễ, bài 3 là dễ nhất, đọc ma trận in ra cái số 1 trên ma trận. Bài 5 cũng không khó. Bài 5 là bài có hướng, thì thực ra mà nó giống như bài bài 1 đúng không? Chỉ thay đổi có hướng thôi. Thì khi mà có hướng thì mình chỉ cần sửa một chút xíu thôi đúng không? Là mình bỏ bớt một dòng thôi. Tức là nếu mình đọc ma trận thì bỏ một dòng đi. Đây, bài 1 thì nó có 2 dòng. Thì bài 5 nó có 1 dòng thôi. Đúng chẳng vấn đề gì. Nó chỉ có một chiều thôi mà. 2 chiều thì gắn 2 bên, còn 1 chiều thì gắn 1 chiều thôi. Chẳng có gì để nói cả. Còn cách 2 thì nó cũng thế, danh sách kề thì bên này thì mình có hai cái dòng putback, thì bên này còn một dòng putback đâu. Vì thế cho nên là trong content này nhá, mình sẽ chữa cái bài vô hướng, còn các bạn tự hiểu là sao có hướng thì bỏ mất một dòng thì là xong. Thì đọc dữ liệu, tất cả thuật toán nó chứ không phải mỗi đọc dữ liệu này, nó chính là bài 5 này. Tức là thực tế mình sẽ chỉ đơn giản bước đi một chiều là xong, còn lại mọi thứ khác trên phần đầy đủ. Năm bài đầu tiên thì như vậy thôi. Các bạn thử tự cốt lại và sắp lên năm bài đầu tiên đi, trong vòng mấy phút nhé, để xem tí nào.